Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn dự án TNT Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đầu năm 2021 thì tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thiện Đà Nẵng, đơn vị thành viên của tập đoàn TNT Group đã khởi công xây dựng công trình dự án TNT Long Xuyên, khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ. Thì đây là dự án được phát triển theo xu hướng khu đô thị hiện đại sinh thái ven sông đẳng cấp. Dự án TNT Long Xuyên lấy cảm hứng từ những kiến trúc lừng danh châu Âu như Prague, Cộng hòa Séc hay Lisbon, Bồ Đào Nha, kết hợp với văn hóa miền Tây của Việt Nam, đặc trưng sông nước. Dự án TNT Long Xuyên mang ý tưởng trở thành thành phố châu Âu hoa lệ bên dòng sông Hậu Giang. Điểm nổi bật là quảng trường trung tâm mang biểu tượng hoa sen và công trình khách sạn cao 25 tầng được thiết kế theo nguồn cảm hứng kiến trúc xanh đạt tiêu chuẩn 5 sao. Về tổng quan của dự án, chủ đầu tư là tập đoàn TNT Group. Tên dự án là TNT Long Xuyên, quy mô diện tích 3,5 hectare với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Vị trí thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dự án tọa lạc tại sân vận động tỉnh cũ trước đó. Pháp lý đã có quy hoạch 1/500, sổ hồng, sổ riêng từng nền. Sản phẩm là nhà phố, biệt thự, shop house. Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh như đường, điện, nước. Về tiện ích nội khu có hồ bơi, công viên cây xanh rộng lớn, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học, trung tâm y tế, gym, yoga, khu vui chơi giải trí. Diện tích các nền nhà phố biệt thự như rất đa dạng, từ 70m² cho tới 390m², gồm có các diện tích như 6x20, 10x20, 5x17, v.v. Dự án TNT Long Xuyên tọa lạc tại khu vực của phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nằm trên tuyến phố giao thông huyết mạch Trần Hưng Đạo và Lê Hồng Phong. Sở hữu vị trí vàng giữa trung tâm thành phố, đây thuộc dự án có vị trí đắc địa bậc nhất của thành phố Long Xuyên. Và dự án có quy mô 3,5 hectare, vốn đầu tư là 2.400 tỷ đồng, thiết kế xây dựng 118 nhà ở kết hợp thương mại cùng tổ hợp những công trình thương mại dịch vụ hiện đại như khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị. Bên cạnh đó, TNT Long Xuyên dành gần 40% diện tích đất thiết kế công viên cây xanh, hệ thống giao thông nội bộ và các công trình tiện ích phục vụ cư dân. Đây chính là có một vị trí vàng của thành phố Long Xuyên. Tại vị trí này, hệ thống giao thông cũng như hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, kết nối với các khu vực lân cận. Đồng thời về kinh tế thì An Giang là thành phố xếp hạng thứ nhất kim ngạch xuất khẩu của vùng, chiếm 70% tổng kim ngạch biên mậu của 10 tỉnh tiếp giáp Campuchia. Thành phố Long Xuyên đóng vai trò là tỉnh lưỡi thủy, trung tâm kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, công nghệ, được xem là thành phố lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thị xã Cần Thơ. Thì chính vào yếu tố trên thì dẫn tiền đi Long Xuyên chung được giới chuyên môn nhận định là điểm sáng đầu tư trong hậu Covid. Điểm nổi bật là dự án được uốn lượn bởi dòng sông. Chủ đầu tư TNT Group khéo léo kết hợp tiện ích mang lại cho cư dân trải nghiệm môi trường sông lý tưởng đẳng cấp nhất của thành phố Long Xuyên. Về tiện ích nội khu thì đem cho tới khách hàng một không gian sống hiện đại bậc nhất. Trọng thiết kế phù hợp với phong thủy mà còn đến đầy đủ nhất các tiện ích ngay bên trong của dự án. Ngoài ra có những hoạt động bảo trì an ninh hoàn chỉnh, hiện đại, nhanh chóng phục vụ nhu cầu. Dự thiết kế như góc nhìn của giới thượng lưu tạo một cuộc sống thượng lưu, không gian sống đẳng cấp cho cư dân tại đây. Từ ngày mai nhà ở trên sông được ưu ái nhờ yếu tố cảnh quan và có tác động tới sức khỏe cho cư dân.
thường gồm các tiện ích mà tôi như di tích lịch sử, bảo tàng, phố đi bộ, phố đêm Long Xuyên, các địa điểm du lịch, trung tâm thương mại Vincom Plaza cách khoảng 1,5 km, khách sạn Châu Cương, nhà hàng Coffee Marina. Cùng với đó là kề cận các trường như Trung học phổ thông Long Xuyên, Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Trung học phổ thông chuyên Thọ Ngọc Hầu, Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Mẫu giáo Hoa Hướng Dương, Trường Tiểu học Nguyễn Du. Và kề cận thuộc là khu trung tâm hành chính hiện hữu của tỉnh An Giang. Cư dân có thể đầu tư về những dự án hiếm hoi cao cấp như thế này. Tại vị trí của chúng ta thì dễ dàng đi qua hai cây cầu kết nối với khu trung tâm hành chính mới của tỉnh An Giang. Các anh chị nào quan tâm về dự án hãy nhớ vui lòng liên hệ với khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Hiện đang chuẩn bị mở những bức tin. Giờ chúng ta đi vào bên trong thì chủ đầu tư hiện đang săn lấp mặt bằng và đang chuẩn bị làm hạ tầng đồng bộ của toàn khu. Dự kiến đây cũng sẽ là nơi ăn uống vui chơi, check-in mới của giới trẻ thành phố Long Xuyên. Tiếp theo, Khoa sẽ cho bay vòng khu của phường Mỹ Bình, cùng với đó là khu trung tâm phường Mỹ Long, để xem khu đô thị cả thành phố Long Xuyên của chúng ta phát triển vượt bậc như thế nào trong những năm dần vừa qua. Trước mặt đó chính là cầu Nguyễn Thái Học, và cầu này được đưa vào sử dụng vào ngày lễ 30 tháng 4 năm 2021 vừa qua, thì tính này là cũng đã gần một năm. Cái cầu nối phường Mỹ Bình cùng với khu bên kia đó là khu trung tâm hành chính mới của tỉnh An Giang. Chúng ta xoay một vòng quanh phường Mỹ Bình. Phường Mỹ Bình được xem là một đảo của một bán đảo của tỉnh An Giang, của thành phố Long Xuyên. Thì tất cả các mặt đều được bao quanh bởi sông và kênh rạch và nối với nhau bằng những chiếc cầu. Cầu Quay, cầu Nguyễn Thái Học, cầu Hoàng Diệu, cầu Duy Tân. Trước mặt anh chị đó là trục đường chính xuyên tâm của thành phố Long Xuyên. Xa xa đó là trường Nguyễn Thái Học bên tay phải, cùng với đó là cầu Hoàng Diệu và cầu Nguyễn Duy Tân. Đó là công viên dọc bờ sông. Và trước mặt đó chính là Vincom và tòa nhà căn hộ cao cấp nhất của thành phố Long Xuyên ở thời điểm hiện tại, Marina Plaza.
đây là công viên ven sông, bên cạnh trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu. Mời các anh chị cùng qua bên kia, đó chính là phường Mỹ Long, trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của thành phố Đồng Xuyên, tỉnh An Giang. Chúng ta vượt qua cầu Duy Tân. Đây là những cái dãy nhà phố mà khá là cũ kỹ, đa số khu vực phường Mỹ Long thì những người Hoa ở khá là nhiều. Trước mặt của chúng ta đó là những cái trục đường chính và được xem là phố đi bộ đầu tiên của tỉnh An Giang, của thành phố Đồng Xuyên. Phía xa xa ở bên tay trái, dọc theo sông Hậu, đó chính là khu đô thị Diamond City. Phường Mỹ Long là trung tâm kinh tế thương mại của tỉnh An Giang và đã được quy hoạch đồng bộ khá là lâu. Các anh chị thấy là nhà cửa san sát, cao tầng và đồng bộ, đường xá sạch sẽ theo hình bàn cờ, nó được quy hoạch từ rất lâu, vẫn giữ nguyên cho tới hiện tại. Chúng ta thấy là phà Ô Môi, bên kia là Mỹ Hòa Hưng, khu du lịch tưởng niệm du lịch Bắc Tôn. Trước mặt đó chính là chợ cá, nhà lồng chợ, chợ cá phố Đông Xuyên, chợ Mỹ Long. Và những căn nhà dọc theo bờ kênh trong vòng 1-2 năm tới sẽ được giải tỏa, chỉnh trang khu đô thị và làm bờ kè ven sông. Hiện nay thành phố Long Xuyên đã được mở rộng khá là nhiều hướng so với cách nay khoảng là gần 10 năm. Thì trong 10 năm trở lại đây thì tốc độ phát triển nhanh hơn bằng tất cả các năm trước cộng lại. Chúng ta có khu đô thị Diamond City, được xem đó là khu đô thị tây sông Hậu và được chuyển đổi tập đoàn NHO, tổ chức nhà quốc gia. Cùng với đó là những khu Bình Khánh được mở rộng, Bình Khánh 1, 2, 3, 4 và khu trung tâm hành chính mới, khu vực cao phường Mỹ Xuyên, khu đô thị đại học An Giang. Phía trước mặt đó là đèn 4 ngọn, đây là đèn cái bộ xoay nổi tiếng nhất của thành phố Đông Xuyên. Khi mà các anh chị đến thành phố Đông Xuyên, các anh chị hỏi đèn 4 ngọn thì hầu như tất cả người dân ở đây đều biết được cái vòng xoay này. Vòng xoay được thiết kế bởi cách đây khoảng hơn 1 năm mà được xây lại.
chính là nhà thờ. Chị thấy là phía trên là hình cây thánh giá và hai bàn tay, hai cánh tay, hai bàn tay chấp lại với nhau nâng cây thánh giá lên. Trục đường công viên Hai Bà Trưng được tổ chức những dịp lễ hội sẽ tổ chức văn nghệ ở đây. Nhà khách sạn Đông Xuyên. Hiện nay thành phố Đông Xuyên cũng không có quá nhiều dự án như các tỉnh lân cận như Cần Thơ hay là Kiên Giang. Chính vì thế nếu một dự án nào mà mọc lên ở khu vực trung tâm thì đó sẽ được xem là một dự án rất là tiềm năng và chiếm những vị trí vàng, vị trí kim cương của thành phố Đông Xuyên. Thì không còn khu vực trung tâm như Mỹ Bình hay là Mỹ Long, chúng ta sẽ không còn những dự án hay là những khu đất mà từ 1 hectare trở lên rất là hiếm hoi. Nên những dự án nào mà tầm khoảng 1 hectare trở lên sẽ là một cái điểm nhấn, sẽ là một cái sản phẩm vô cùng đắt hàng mà cư dân ở đây rất là khao khát để sở hữu. Chúng ta quay ngược về cầu Hoàng Diệu. Đây là cái trục đường huyết mạch đi xuyên tâm của thành phố Long Xuyên. Hiện nay chúng ta đã có tuyến tránh thành phố Đông Xuyên. Chị thấy đó là khu căn hộ cao cấp nhất của tỉnh An Giang, Marina Plaza. Bên dưới là một vài căn biệt thự đơn lập, có những cái quán cà phê rất là đặc biệt và được trang trí lộng lẫy ở trong những cái căn biệt thự đó. View từ tòa nhà căn hộ cao cấp Marina Plaza này thì các chị có thể thấy rõ qua ra xa, ra sân vận động của thành phố, và phía mặt trước chúng ta sẽ thấy được tòa trung tâm của thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Long, phường Mỹ Xuyên và ga sông Hậu. Tới đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Các anh chị nếu mà thích kênh, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất của Khoa. Khoa đăng rất nhiều dự án từ thành phố Hồ Chí Minh cho tới các tỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.